vui liên hoan trung thu. Nhưng mọi người cũng biết là năm ngoái sư thầy cũng đã tổ chức ở thôn Sán Sỉ Lục rồi. Đây sư thầy cũng tổ chức năm nay năm thứ hai thầy nhỉ? Phát quà ba cũng lần nhưng mà năm nay là lần thứ hai. Dạ vâng, con cảm ơn thầy nhé. Một lần con cảm ơn thầy lên đây. Mỗi người một hộp nhỏ. Nàng công nguyên xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Lại một mùa trung thu đến rồi mọi người. Hôm nay thì nàng công nguyên đang có mặt tại xã Lũng Trinh của huyện Mèo Vạc. Hôm nay thì có sư thầy ở trong thành phố Hồ Chí Minh ra là cũng tổ chức cho các cháu ở một cái điểm trường vui liên hoan trung thu. Nhưng mọi người cũng biết là năm ngoái sư thầy cũng đã tổ chức ở thôn Sán Sỉ Lục rồi. Nhưng hôm nay bây giờ thời tiết đang mưa mọi người. Lúc đầu mình định làm ngoài sân nhưng mà do mưa này sẽ chuyển xuống làm ở trong điểm trường. Thầy đấy. Đây sư thầy cũng tổ chức năm nay năm thứ hai thầy nhỉ? Phát quà ba cũng lần nhưng mà năm nay là lần thứ hai. Dạ vâng, con cảm ơn thầy nhé. Một lần con cảm ơn thầy lên đây. Không phải đâu, cái này không phải. Đây để con bê. Ôi chào các chị nhá. Đây. Vâng. Em chào anh nhá. Ôi chào các con nhá, chào mọi người nhá. Hôm nay ở đây là có tổng là hơn 100 cháu chị. Vâng. Các bạn chưa đi học nữa là hơn 100 cháu. Vâng. Hôm nay chị đến thì được có hơn 50 thôi. Vâng. Nói bao nhiêu em? Bây giờ hiện tại đây là có hơn 50 thôi ạ. Còn nhưng các mà cháu lại tính thêm về rồi. Vâng. Để tí nữa con bảo. Còn các cháu là đang một số là nhà xa đấy. Vâng. Sao mấy trời mưa một tí nữa xong bố mẹ thì toàn đi làm ăn xa, toàn ở với các ông các bà thôi thế ạ. Ông bà đưa cháu đi cũng hơi vất vả. Thế bây giờ là mình cứ cho các em các cô cứ tính giúp thầy. Dạ. Khoảng bao nhiêu hay là tổng đồng là 250 em. Dạ. Tổng số lượng đây là 250 em. Dạ thầy. Bây giờ thì cứ rất nhiều được bao nhiêu em thì mình cứ tính cái đầu này. Dạ. Thầy mình cứ cho các em dùng trước. Dạ. Vui chơi trước. Dạ. Sau đó thì một phần còn lại thì thầy nhờ cô thầy ở đây. Dạ. Giúp đỡ chia cho các em. Dạ. Chia cho các em khác. Vâng. Dạ. Đấy thì đây con bây giờ mình chuẩn bị con xin mời thầy xong là mình chia ra cho các cháu luôn được không thầy? Hay là vâng. Mỗi người một hộp nhỏ. Đây. Bánh trung thu là có cần phải cắt bánh ra không thầy? Không. Mỗi người một cái luôn, không cần phải cắt đâu. Thank you.
À đây. À đây cháu này này, tay ô một bên tay bị làm sao vậy chị? À bị từ nhỏ ấy à? Bị từ nhỏ. Dạ. Thế con tên gì? Con tên Trang. Tên Trang à? Con bao nhiêu tuổi rồi? Học lớp 5 tuổi á? À? Ngoan thế nhỉ. Học lớp 5 tuổi. À, quý vị khán giả ở đây có một cháu bé này là cũng bị bẩm sinh, là do từ nhỏ rồi là tay cháu bé này là hiện tại là bây giờ chỉ có hai đầu ngón bên này thôi, còn cái bàn tay là gần như bị mất. À, cái này Trang sờ vào bếp phải không? Em bé này có coca chưa? Này, đây, của em bé này. Của em bé này. Đương nhiên. Ôi ôi, khóc nhẹ à? Này, của con này. Đây, em cầm cho cháu này. Đây, của con này. Nào, sao xanh nào? Sao xanh nào? Sao xanh? À, đây, đây, thiếu. Đây, chị ơi. Chị cầm hộ cháu. Hai bạn thiếu à? À. Bạn này có coca chưa? Có cái này chưa? Được. Còn bạn nào nữa nhở? Đây chú đi nhờ một tí. Đây đi ra bên này. Đúng rồi. Đây của con này. Đây em cầm cho cháu này. Đâu là ở ngoài còn không nhở? Ở ngoài còn cháu nào không? Hết rồi à? À vâng. Đây. Đây của con này. Rồi chú đi nhờ tí nhé. Đây thì là cái này là các cháu còn đâu là phát lại cho các cháu không đến đấy. Nào xem nào, các con đầy đủ hết chưa nhỉ? Ai còn thiếu mình giơ tay lên nào nhỉ? Con bạn nào thiếu không? Cho con cháu này có bánh kẹo không? Có bạn nào thiếu kẹo không? Có bạn nào thiếu kẹo không? Con ai đủ chưa? Bây giờ các con trước khi ăn thì tặng một chú một bài hát được không? Ngoan ô, hay quá. Anh chị lớp 1, lớp 2 còn hát bé hơn cả các em. Ôi các cháu ở đây hát ấy nhỉ, giỏi cô nhỉ, đi vào. Hello. Đọc một bài thơ nữa nhỉ, đọc bài thơ nào, đọc bài thơ xòe tay đi, đọc to lên. Dạ, vâng, vâng, em trai. Vâng, vâng, khỏe chứ em? Vâng, em vẫn khỏe ạ, vâng. Còn mấy bà con mấy lần một cái. Vâng. Dạ mút được chị. Đâu nhỉ? Ở đây đây chị. Alo. Con mời thầy về, mời các con phá cỗ thầy. Nào bây giờ mời các con phá cỗ nhá. Rồi, chú mời các con ăn bánh kẹo nhá. Thôi mời các con ăn đi. Đây. Vâng, hơi mưa. Đây, ăn đi. Ăn đâu, chú bóc vào nhá. Ừ. Đây. Dạ, các cháu đi chơi ấy thầy. Vâng. Đấy, hôm nay nghe tin là thầy đến. Dạ. Mặc quần áo đẹp đi chơi. Vâng. Vâng. Em nào mặc đồ đó thầy chụp một tấm hình nha. Vâng. Vâng, anh hôm nay thì có sư thầy ở trong thành phố Hồ Chí Minh ra đây các bạn. Em
sáng nay thấy nguyện anh điện anh bảo là vâng. Em chủ đoàn. Dạ, vâng. Tổ chức cho các cháu. Vâng. Đây, sư thầy thì cũng năm nay năm thứ hai tổ chức đây rồi thì mọi năm cũng tổ chức ở trong các xã khác ấy, thôn khác. Vâng. Thì năm nay thầy cũng muốn vào trong này đi những thôn nào mà nói chung là nó không phải vùng ở đằng bên kia. Vâng. Anh ở đây là các cháu gần như là quanh thôn mình hết ở đây gì? Đúng rồi. Vâng. Quanh xóm này hết. Chắc là nhà cũng gần thôi chứ anh nhỉ? Đúng rồi. Tổng hết tháng thì bao nhiêu em chứ? Tổng hết bao nhiêu em? Dạ. Tổng hết có khoảng bao nhiêu cháu ấy? Ở với trường học là 78 cháu ạ. Vâng. Trẻ vẫn lại mà các cháu chưa đi học đến nữa thì hơn thầy ạ. Vâng, hơn 100. Vâng. Tại vì dự kiến là nhưng mà tại vì sang năm ngoái thì này đã cho áo ấm cho bên cán lũng rồi. Vâng. Nếu như năm nay có điều kiện thì mình thống kê lại số lượng. Vâng. Trở lại đây có áo ấm cho các em. Vâng. 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 Ngoài người lớn cũng các em luôn. Ừ. Em và các con học sinh cảm ơn thầy, được, cảm ơn đoàn. Vâng. Cái ngày này cũng tổ chức cho các cháu ăn bánh kẹo vui chơi tí. Dạ vâng. Ừ. Em cũng xin được cả thay mặt đoàn cảm ơn các thầy cô giáo tạo điều kiện cho bên em và cũng như sư thầy vào đây để tổ chức cho các cháu. Nên gần như các cháu tổ chức ăn bánh kẹo vui liên hoan. Thì thầy ấy thì còn những cái phần quà còn lại thì mình sẽ bàn giao lại cho các thầy cô giáo thầy nhỉ. Cảm ơn cô giáo nhé. Vâng. Nhưng mà nhìn thấy các con ăn bánh kẹo vui này là đã vui lắm rồi cô ạ. Vâng. Vâng. Dạ. Sáng này thì ít được. Ít được lắm. Dạ vâng. Đúng rồi, vì đây cũng gần đường quá. Vâng. Mọi người hay đi là muốn đi cái điểm này là thiệt thòi. Dạ vâng. À. Đấy như các cháu được ít các cô các chú vào thăm. Đúng ạ. Dạ vâng. Nhưng mà vào các điểm còn trung tâm chính thì lại thực tế. Dạ đảo, vâng đúng rồi ạ. Các bạn hay vào hơn thì vâng. Ngoài cửa ngõ thì họ lại ít vào. Vâng. Người lại ít vào. Trong trường con thì được bạn mạnh hỗ trợ rất nhiều về cái mái che để xe rồi bắn mái cái thứ này xe là bạn ấy cũng không gọi là bạn ấy chỉ vào hộ thôi chứ còn bọn con thì kinh phí cũng lại không có để hỗ trợ bạn ấy. Dạ vâng. Cho tao với mẹ đi chị. Mọi người bây giờ các cháu này cũng đã liên loan xong rồi thì mình sẽ ra tặng bà con là nói chung là cũng món quà trung thu của thầy gửi đây. Ô đây là mình cháu gửi cô nhá, tặng cô nhá. Sao xanh nhá, đây đây. Vâng, không có gì đâu. Này, đây cho mẹ bé này. Đây chờ một tí nhá. Đây này. Dạ vâng, em xin. Đây, đây, em gửi chị nhá. Này chị ơi. Này. Đây có các cô gái rất là xinh xắn là đang chụp ảnh nhá. Đây, anh gửi tặng mỗi người lon nước nhá. Ừ. Cảm ơn nhá. Không có gì đâu. Em là nhà ngày gần đây không? Gần đây. Ừ. Mình là lấy chồng ở đây hay nhà mình ở đây? Thế nhà mình ở chỗ nào? Thế nhà mình ở chỗ nào? Ở đây nhưng mà kiểu nhà chồng ở đây rồi thì quê mình ở đâu? Cũng ở đây luôn à? Vâng. Ở đây, em cầm lấy. Đây, mỗi người một lon, cầm lấy. Xấu hổ quá. Này, em gửi cô nhá. Này cô ơi. Tặng cô nhá. Thế em này tên là gì? Mà em tên là gì? Mình bao nhiêu tuổi rồi?
24 tuổi à? À. Anh Mạnh chưa có vợ. Anh ấy tên anh Mạnh, anh chưa có vợ đâu. Không, vợ thì anh có rồi. Đây đâu nhở? Đâu nhở? Đây của chị đấy. Dạ. À, trong có hết rồi, đây chị có chưa? Nước ấy. Chị em có chưa? Đây. Em có nước chưa? Có rồi. À, đây. Thế có hết rồi chị ạ. Vâng, em gửi lại cô phát cho các cháu nhé. Thế mọi người hôm nay thì tổ chức thì cũng định là ra ngoài trời rồi các cháu vui chơi tí, nhưng mà do tình hình mưa mọi người ạ. Với lại là cũng buổi chiều nay là cũng tổ chức trung thu cho các cháu ở điểm trường chính. Đấy. Bây giờ chủ yếu là chỗ thôn thì cũng để nói rằng các thầy cô giáo bảo các cháu ở khu vực ở chỗ điểm trường này ấy, thì thường thường là không được hỗ trợ nhiều, do là nó ở đầu thôn nên là bình thường các đoàn từ thiện khác ấy, thì hay vào trong những khu vùng sâu vùng xa đấy, nhưng đặc biệt những cái khu quanh quanh gần đây thì các cháu rất ít được những các cô các chú xuống đây thăm và tặng quà. Thì Nam Cao Nguyên cũng rất là mong đợt tới này sẽ các cháu ở khu vực này cũng sẽ được nhiều người biết đến hơn, để mọi người cũng đến thăm cũng như là tặng quà cho các cháu mọi người. Đấy, bây giờ thì Nắng Cao Nguyên sẽ vui chơi cùng các cháu một lúc nữa, sau đó thì cũng xin phép là di chuyển ra ngoài để sư thầy chiều nay thầy còn về Phú Thọ để tổ chức một cái điểm dưới đây nữa. Đấy, Nắng Cao Nguyên sẽ bắt đầu từ ngày mai đi thăm cũng như là sẽ quay lại hoàn cảnh của bà con cho mọi người xem nhé. Bây giờ mời mọi người theo dõi bà con một lúc nữa xong chúng ta sẽ kết thúc video thôi. Mọi người bây giờ mình sẽ cùng với thầy đi lên trên xem các cháu, thăm các cháu đang học ở trên điểm trường trên này mọi người. Đấy. Ui, ở trên này view cực đẹp luôn mọi người nhá. Ở chỗ này ấy, ui chỗ phía xa xa kìa. Đẹp mà. Đây các con học lớp ấy. Dạ vâng. Đây các em học ở trong cái điểm trường, nói chung là cũng cơ sở vật chất là cũng ok mọi người. Tao có mở được không để chú mở cho? À khóa cửa dưới này mà. Đấy. À là ăn tại đây luôn à cô? Không ạ, các em ở điểm trường gom bí lại cho các anh chị ở dưới trường nội chú ăn. À. Không có rau ăn à, thế là phải ghi kiểu đóng góp đấy đúng không? Dạ vâng. Đấy chưa đến đây thì mình mới biết đấy. Rồi chúc các con học tốt nha. Rồi hoan hô nào con. Con cảm ơn. Rồi chú chúc các con ăn chăm ngoan học giỏi nhá. Vâng. Đây em xin phép sang bên này chào các con nhá. Bye bye. Ở bên này các cháu đóng góp là rau kiếc cho các anh chị ở dưới này đấy. Có nghĩa là làm cái dạ. Chương trình thiếu nhi ấy. Dạ vâng. Là đóng góp kiểu vâng. Gọi là quyên góp lấy cái tiền đấy nhà trường mua lại. Vâng. Nhà trường mua lại xong là để các em ấy làm gây quỹ. Vâng. Vâng. Để vâng. Gây quỹ cho lớp ấy. Vâng vâng. Thế để... cũng tiện cả đôi đường. Đúng rồi, đúng các rồi. Cháu cũng có một chút gọi là để gây quỹ cho lớp này, còn bên này các anh chị cũng có đồ để ăn. Vâng. Vâng. Công nghĩa em thấy cái chương trình hay thầy nhỉ? Vâng. Vâng. Cũng nhà trường cũng duy trì được mấy năm rồi. Dạ vâng. Có nghĩa là lấy cái tiền đấy xong rồi sau đó là tổ chức cho các
cháu gọi là nếu mà hết lớp, hết cấp, hết lớp vâng. thì là chia tay nhau, chia tay để lên lớp mới. Vâng, thì vâng. Thì là có làm bữa liên hoan hoặc để, là như nào? Vâng, đúng rồi. Vâng. Vâng, thôi một lần nữa em xin được cảm ơn thầy với cô giáo nhé. Vậy thì thôi chú chúc các con là trong ngoan học giỏi nhá. Cảm ơn vâng. cô Mạnh đã vâng. kết nối vâng. Để thầy lên đây tổ chức Tết Trung Thu cho các vâng. con. Vâng. Ơi chú chào các con nhá. Bye bye nhá. Con chào cô ạ. Con chào các bác. Con chào các bác. Chú chào thầy. Con. Con chào thầy. Con chào thầy. Ồ, các bạn này ngoan nhỉ, đồng thanh ngoan quá. Ơi chú chào các con nhá. Thôi em cảm ơn thầy nhá. Em cảm ơn cô nhá. Vâng, thôi bây giờ em cũng xin phép ạ. Vâng. Chào vâng. thầy. Vâng. Thôi em xin phép nhé. Vâng. Đây là cô phó chủ tịch. Ai giời ơi, chị nhớ em không? Trời ơi. Sao này nào khỏe chứ? Gặp đúng chị rồi, hôm trời mưa. Chị khỏe. Cái gì nhỉ? Em tên gì nhỉ? Ô đùa. Làm công tác với nhau 5 năm trời mà không nhớ ra thì chết dở. Ai em Mạnh. Em bảo đẹp trai này rồi, cao to này rồi. À bây giờ chị làm trong này cái gì? Vâng, chị vào trong này mà. Ok. Hôm nay thì cũng có sư thầy ở trong thành phố Hồ Chí Minh ra cũng tổ chức cho các cháu ấy. Thì bây giờ tổ chức xong rồi thì em với thầy cũng xin phép là đi ra ngoài kia để thầy còn xuống đi vài điểm tổ chức Trung Thu nữa. Thế về xa đó, về xa nước đó. Thôi cái này thì em xin phép thầy ạ, vì, chị ạ, vì là thầy còn việc gấp ấy, đi phải đi, vâng. Thôi để dịp khác chị nhá. Vâng. À, ở đây. Mày vào luôn. Sương mù tràn về thầy ạ. Sương mù, vâng. Vâng. Thôi thì chị có gì thông cảm cho em nhá. Cảm ơn nhá, cảm ơn thầy nhá. Vâng. Tại cho thầy cơ hội. Mọi người, ở đây các cháu mặc những cái bộ đồ rất là xinh. Đấy. Sư thầy sang đây để chụp ảnh cho các cháu. Xinh thật. Thầy ơi, thầy đứng vào giữa khu vực đây, thầy khu vực này. Đây chỗ này, chỗ này thì nó thấy được bao quát hết đấy. Rồi, đây các con đi ra đây. Các con đi ra đây cùng chú. Đi đi đi, đi ra kia. Đúng rồi. Chịu khó một tí nhỉ. Cười nào, một hai cười lên nào, một hai ba cười lên nhá, các con cười lên nhá, một hai ba này. Đúng rồi, làm này như này, đúng rồi. Chuẩn luôn, thả tim như này nào. Các con làm như này, đúng rồi, chuẩn luôn. Đấy, ai à, cũng biết đi chứ. Các cháu cũng biết. Đấy. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn các con nhá. Ôi, một lần em cảm ơn các thầy cô giáo nhá. Đấy, bây giờ thì mọi người thì cũng xong hết rồi. Thì Nàng Cao Nguyên cũng xin được kết thúc video tại đây thôi. Mọi người thấy video hay hãy like và chia sẻ và đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất nhé. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.